Mika xin chào tất cả mọi người. Hy vọng là mọi người đã có một cái cuối tuần thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Thì trong mùa hè này á, chồng mình có về Việt Nam chơi một thời gian và mình cũng có soạn một ít quà gửi về cho gia đình á. Cái mình nghĩ hay là mình làm một cái video ngắn chia sẻ những cái gợi ý về quà nếu như mà các bạn muốn mua cho gia đình, và nhất á, là những cái ý tưởng món quà, giá cả phải chăng, những món có thể tìm thấy ở Canada thôi thì nó mới vui đúng không? Video này mình sẽ chia thành 3 phần chính. Phần thứ nhất đó là dành cho ba, phần thứ hai là quà dành cho mẹ, và phần thứ ba là quà dành cho tất cả mọi người còn lại. Về phần quà dành cho ba, ví dụ như là trường hợp của ba mình đi, ba mình thật ra là thích cái gì là sẽ tự mua cái đó, cho nên là hầu hết ba mình không có thiếu một cái gì hết. Những quà mà mình có thể mua về cho ba mình á, là thứ nhất là có thể áo thun, tại vì rất là dễ mang về, nhẹ nhàng, và áo mới thì luôn luôn là một món quà rất là ý nghĩa. Riêng về áo á, thì còn tùy thuộc vào cái sở thích của phụ huynh. Ba mình thì thích áo vải linen hoặc là áo thun. Thường thì áo thun nhìn không có phù hợp với phong cách của ba cho lắm, cho nên là sẽ vẫn ưu tiên linen hơn. Riêng về phần này thì mình nghĩ nếu là mình thì mình sẽ mua áo từ Uniqlo, nhưng mà mình cảm thấy là Uniqlo có lẽ là không có đặc trưng Canada lắm, cho nên là cho vui thì mình có thể mua áo thun của hãng Cow's Ice Cream. Thực ra đây là một cái hãng kem của Charlottetown, tỉnh PEI. Đây là một cái hãng rất là đặc trưng Canada, họ chỉ bán ở cái vùng PEI mà thôi, và họ có nguyên một cái bộ sưu tập hàng lưu niệm riêng biệt và có bán online. Không nhất thiết là bạn phải đến Charlottetown, nhưng mà bạn có thể tìm được những chiếc áo thun mà chỉ có thể tìm được ở Canada trên trang web cows.ca. Và trang web này á có rất là nhiều sự lựa chọn để mình có thể tặng không những là phụ huynh mà còn là anh chị em trong nhà và con cháu trong nhà nữa. Món thứ hai là thuốc. Tuy nhiên là tùy vào sức khỏe của ba mẹ của bạn thì bạn có thể biết mình nên mua cái gì. Riêng về phần mua thuốc thì phải hỏi chính cái người được nhận để mình đảm bảo là mình không mua sai, rất là uổng công đúng không? Rồi, cái món thứ ba mà mình nghĩ có thể là một món quà rất là tốt đó là smartwatch. Thì không nhất thiết là mình phải mua Apple Watch, tại vì Apple Watch thì là một cái sản phẩm đầu tư rất là lớn. Đôi khi ba mẹ thuộc thế hệ khác không có hiểu lắm về công nghệ thì mình đưa sử dụng cái Apple Watch cũng có vẻ là hơi quá sức với lại ba mẹ của mình, thì mình có thể chọn Fitbit. Và Fitbit thì có nhiều sự lựa chọn rất là hợp túi tiền, ví dụ như là loại Fitbit Inspire 2 là cái mà mình mua cho ba mình. Vào cái ngày hôm nay mà mình đăng video thì Fitbit đang có một cái đợt sale nhẹ dành cho cái Inspire 2 và cái Fitbit Lux. Thì Fitbit Lux á, hiện giờ là giá 130 đô, và cái Fitbit Inspire 2 á, thì là khoảng 90 đô. Mình có thể mua cho cả ba lẫn mẹ đều rất là phù hợp, và có thể đổi dây nếu như mà ba mẹ mình có cái phong cách riêng. Một cái sản phẩm nữa có thể mua tặng cho ba đó là máy massage. Tuy nhiên á, theo như mình thấy thì những cái máy massage ở Việt Nam cũng khá là tốt, cho nên là chỉ khi nào bạn tìm thấy được một cái sản phẩm nào mà phù hợp riêng chỉ mỗi cho phụ huynh của bạn á thì nên mua, còn không thì có lẽ cũng không cần thiết. Mình nghĩ Fitbit và áo thun và thuốc là ba món phù hợp nhất. Phần thứ hai là quà dành cho mẹ. Mình nghĩ á, quà cho mẹ thì sẽ đa dạng hơn một chút, nhất là nếu như mà mẹ của mọi người á thích trang điểm, thích làm đẹp á, thì có thể mua son nè, mua nước hoa nè, hoặc là những cái món cần thiết giống như là kem nền nè, kem dưỡng da nè, dưỡng da ban ngày, dưỡng da ban đêm. Và mua ở Shoppers á, thì có thể được tích điểm, rất là tiện lợi cho sau này bạn có muốn sử dụng điểm để mua những cái gì đó cho bạn. Nhớ canh những cái ngày cuối tuần nha, hoặc là những cái ngày mình để ý là khoảng đầu tháng á, thì Shoppers rất là hay có những cái sự kiện tặng điểm. Mình tận dụng cái thời điểm đó để mà mình mua mỹ phẩm. Theo như mình thấy đa phần là các dì các cô rất là thích cái hãng Olay, thì mình có thể mua cái kem Olay, cái kem đó gọi là kem gì ta, mình sẽ để hình ở đây. Rồi á, cái dòng kem đó có hợp tác với lại CoverGirl để tạo ra cái kem nền vừa dưỡng vừa che khuyết điểm, rất là tốt luôn, rất là tốt cho các cô các dì mà ít khi trang điểm nhưng mà vẫn muốn có một chút dưỡng ở trên da mặt, và có thể sử dụng cái đó cho những cái sự kiện đặc biệt.
Về mặt son á, thì mình nghĩ ở Shoppers cũng có một cái sự lựa chọn rất là lớn. Thế nên là tùy thuộc vào cái sở thích của mẹ bạn thôi. Thế nhưng mình nghĩ là mua cho các cô các dì á, thì phần lớn nên mua màu đỏ, là đảm bảo là màu da nào cũng hợp hết. Nếu mà bạn muốn tặng cái sản phẩm mà có giá trị cao hơn một chút á, bạn có thể đến Sephora thì mua những cái son nó cũng rất là tốt. Thế nhưng mình thấy nha, hãng son mà tốt nhất á, ở trong Sephora vào hiện tại á, là cái dòng son Bath McGrath á. Giá thì khá là cao, một cây thì khoảng 50 đô. Nhưng mà rất là đáng đồng tiền bởi vì cái chất son rất là đẹp, rất là dễ dùng, rất là phù hợp cho những người mà ít khi sử dụng son á, thì cái chất son này nó cũng bền lâu và nó dưỡng môi luôn. Chứ còn rất là nhiều hãng son á, tuy là giá khá là cao nhưng mà khi thoa lên có lẽ sẽ hơi bị khô. Đó là trong cái quá trình mình sử dụng. Còn nếu như mà có những người họ không thích sử dụng những cái cây son mà màu quá là đặc á, thì có thể sử dụng cái hãng Tarte, thì họ cũng có một cái dòng son dưỡng lên màu rất là đẹp. Mình sẽ để hình ở đây, do là mình không có sử dụng nên mình cũng không có nhớ lắm. Nếu như mà các cô các dì cũng không có trang điểm nhưng mà không có trang điểm nhiều á, thì cũng có thể tặng cho họ những khăn để mà tẩy trang á. Tại vì á, nếu mà không có trang điểm nhiều thì thường họ không có cái khuynh hướng á, là sử dụng những cái nước tẩy, mà mình nghĩ á, sử dụng khăn sẽ rất là tốt hơn. Mình có thể mua một cái gói cái loại 7 ngày á, rồi sau đó là chia cho mỗi người một khăn, tại vì một cái khăn á, là cũng vẫn đủ để mà chùi một mặt. Và nếu như không sử dụng nhiều thì có thể sử dụng một lần xong rồi cái đem giặt, thế là xong, rất là tiện lợi luôn. Trang sức cũng được, trang sức dành cho các dì, các mẹ thì mình có thể đến Winners để mà mua. Mình thấy có rất là nhiều sự lựa chọn. Riêng mẹ mình thì không có hay sử dụng mà trang sức mà không có thương hiệu, cho nên là mình cũng không có mua, thường thì mình chỉ mua đồ trang điểm để mà tặng mà thôi. Mẹ mình cũng không có hay xách giỏ, nhưng mà vừa rồi mình có tặng cho mẹ chồng một cái túi, cũng là đến Winners để mà mua. Mình chọn lựa khá là kỹ, mình chọn theo cái thương hiệu là một, thứ hai là cái giá tiền. Nếu mà có nhiều cái ngăn túi nè, cái kích cỡ của túi vừa đủ để chứa được nhiều món đồ nhưng mà không quá nhiều á là vừa nhất, tùy vào chiều cao và cân nặng của cái người sử dụng nữa, và có thể là phong cách của người đó không thích túi lớn thì mình không mua túi lớn, thích túi nhỏ thì mình mua túi nhỏ. Và nhưng mà mình nghĩ là đơn giản nhất và dễ nhất thì có thể mua ở Winners nếu như mà bạn không có rành các nhãn hàng túi xách. Còn nếu mà nói tới những cái nhãn hàng túi xách thì là bao la luôn, đúng không? Thậm chí là nếu như mà gu của các dì hoặc các mẹ mà hơi giá trị cao một chút thì có thể nên lên Farfetch, tại vì Farfetch thì có nhiều sự lựa chọn và ship rất là nhanh luôn, rất là đảm bảo luôn. Nếu như bạn muốn chọn ở cái mảng là hãng giá cao hơn một chút. Đến phần thứ ba, quà cho những người còn lại, thì như mình đã nói là mình có thể sử dụng hãng Kaws để mua áo thun rất là vui, rất là dễ thương luôn, dành cho trẻ em, có thể mua cho các anh chị nè, mua cho cả gia đình anh chị họ chẳng hạn, nếu mà họ có gia đình 4 người hay đi chơi á, thì mua áo giống với nhau rất là dễ thương, hoặc là mua cho các em bé nhỏ cũng rất là xinh luôn. Mình có để những cái hình minh họa ngay đây nè, thấy không? Quá dễ thương luôn. Và nếu như bạn đã có tính trước thời gian sắp tới khoảng mấy tháng nữa mới về thì có thể căn thời điểm sales để có thể mua được nhiều hơn. Còn nếu mà bạn cảm thấy là nên mua full price thì có thể mua ngay bây giờ cũng được. Shipping thì cũng khá là tốt vì họ sử dụng Canada Post thì đảm bảo là sẽ đến. Còn giá shipping thì cũng tùy, mà theo mình nhớ là cũng có offer free shipping. Ngoài áo thun ra thì cũng có thể mua móc khóa nè, mua bánh kẹo cũng có luôn. Bánh kẹo của riêng vùng Charlotte Town mình nói thật là rất ngon luôn á nha. Lần vừa rồi mình có đi Charlotte Town á, mình có ghé vào một trong những cái cửa hàng cũng là một cái chi nhánh của Kaws, thuộc Edward and E thì phải, End Gables. Dạ, yeah, End Gables cũng thuộc Kaws, và sô-cô-la ở đó đỉnh của đỉnh, tuyệt vời luôn. Có lẽ là bạn sẽ không tìm được sô-cô-la bán online đâu, bởi vì đây là sô-cô-la thuộc dạng là làm ngay tại nơi đó luôn á, cho nên là bạn phải đến tận cửa hàng. Nhưng mà họ có những cái hộp nhỏ hơn với những cái bánh quy á, mà có nhúng sô-cô-la thì vẫn sử dụng chung cái công thức đó, cho nên là sô-cô-la rất là ngon. Còn nếu như mà bạn có dịp mà đến Charlotte Town á, nên đầu tư vào những cái hộp sô-cô-la của End Gables, tại vì như mình đã đảm bảo là ngon cực kỳ và rất đa dạng về hương vị. Và mình cũng cảm thấy khá là tiếc là mình không có mua riêng cái hộp cho mình. Thật ra là mình mua hai hộp cho công ty và mình chỉ ké đúng một viên thôi. Và sau đó là mình giống như tương tư luôn á, cực kỳ ngon.
có thể mua vớ nè, vớ cũng rất là dễ thương, chất lượng rất là tốt, mình đã mua và giặt rồi và mình thấy là cái chất lượng vải sau khi giặt vẫn rất là êm, là mềm luôn á, thiết kế dễ thương cực kỳ luôn. Có thể mua cho các em nhỏ cũng được nữa và bạn bè cũng được luôn, mua vớ cái kiểu mà đớm đớm thì nhìn dễ thương lắm đúng không, nhìn trẻ trung lắm. Ngoài ra thì mình có thể đến Shoppers để mà mua bánh kẹo. Nếu mà nói về bánh kẹo ở thế giới phương Tây thì là hàng hà vô số luôn, lựa là coi như chóng mặt luôn. Thì mình recommend á, mình muốn đề xuất á là nên mua kẹo Brookside nè. Brookside là kẹo mà có trái cây ở trong á, rất là ngon. Và tự nhiên quên cái hãng rồi. Sour Patch cũng là kẹo chua nhưng mà cái hương vị nó rất là thú vị và mình cảm thấy là ở Việt Nam không có cái loại kẹo này. Mua cho trẻ em thì sẽ rất là thích tại vì ăn mà không có ngờ trước được là sẽ bị chua. Mà cái vị chua cũng rất là dễ chịu. Chỉ có điều là cũng nên khuyến khích là trẻ em không có nên ăn kẹo nhiều, ăn cho vui thôi, mua số lượng vừa phải thôi. Chứ để nhiều quá thì ăn cũng không tốt cho răng. Về mặt đồ chơi thì mình không có cảm thấy là mình thích mua đồ chơi cho trẻ em. Thà là mình sẽ mua bánh kẹo hoặc là mình sẽ mua sách. Sách tiếng Anh á cũng khá là có ích cho trẻ em đúng không? Thời buổi này em nào cũng có học tiếng Anh, mua sách để các em được đọc thêm, được tìm hiểu thêm về cái ngôn ngữ này và có thêm những nguồn thông tin để mà các em đọc để giải trí. Và đó là những cái món quà mà mình muốn gợi ý cho mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ cảm thấy video này có ích. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye bye.